Dạy cô gái nói quán thơ tiếng khăn phí được biết đừng là cô gái xinh đẹp thông minh với thành tích tích học tập cũng khả năng ngoại ngữ vô cùng đơn. Hiện tại cô đang làm việc cho các chương trình sự kiện lớn hay chính là MC cho đường lên đến thông minh với thành tích học tập không cùng khả năng ngoại ngữ vô cùng tận. Hiện tại cô đang làm việc cho các chương trình sự kiện lớn hay chính là MC cho đường lên đỉnh Olympia. Để có được thành công rực rỡ như hiện tại thì ta biết được rằng cô gái ấy cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn áp lực. Thế nhưng Khánh Vy cho rằng cuộc sống như hình chữ U, khi mình cảm giác đang ở tận cùng dưới đây có nghĩa là mình đã đi được. Chỉ có một đường duy nhất là đi lên, cô nói